Rồi sau khi nêm nếm xong thì mình sẽ cho cái hành lá vào cuối cùng. Bắt bếp và cho hành lá như thế này các bạn. Ok, vậy là mình hoàn thành xong cái 4 món măng vịt nấu măng. Này là măng tươi, các bạn nấu măng khô. Chào tất cả các bạn, đây là cái tô bún măng vịt nha các bạn. Đó. Trong này chúng ta sẽ có bún tươi này, măng tươi này, vịt này, hành lá, và cuối cùng sẽ có một ít tiêu ở trên này. Ok, cho các bạn xem nha. Đó. Vịt nè, dưới này là chỉ là đầu cổ cánh là chủ yếu để nấu cho nước ngọt ha. Và rất là nhiều măng, chúng ta có gừng ở đây ha. Giờ thử xem cái nước này nha, xem nước nó ngọt của da nó bị không. Rất là vừa ăn các bạn, không mặn, vừa ăn. Ok, nhìn rất là hấp dẫn và rất là thơm. Xem thử cái măng nha. Giòn quá. Vẫn còn một chút chua nhẹ của cái măng. Cái này là măng tươi. Còn lại từ cái thịt vịt nha. Cái thịt vịt mềm. Thịt thì rất là chắc, đây là tại vịt xiên và rất là béo. Ở nên là suy nghĩ các bạn nên mua cái thịt vịt xiên á, ăn nó sẽ ngon hơn vì cái lượng thịt nó nhiều. Và nên chọn một con nào nó còn tơ đó, còn non á, đừng chọn mấy con già thì thịt nó rất là dai. Và cộng với việc mình đã nấu cái này nó rất là kỹ, cho nên thịt nó rất là mềm và rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha, cùng thèm với Thiện nào. Xin mến chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay là ngày 30. Và
cá công nấu. Giờ là giai đoạn đi thưởng thức. Em với thì nha, ăn thôi. Trộn lên. Trộn vô bún. Cái bún này là bún cua các bạn. Và được làm sản xuất ở quê. Gửi vào trong này ăn. Sẽ gọi ăn. Đó là rất là đảm bảo. Mình chỉ cần luộc lại thôi. Và luộc thì các bạn xem lại một số cái video trước các bạn. Ok, giờ ăn nha.
răng nè các bạn. Nó ngọt, nó béo. Nếu như các bạn tự nấu một cái món ăn cho gia đình của bạn thưởng thức trong những dịp cuối năm như thế này, một niềm vui mà mình muốn lan tỏa đến mọi người, muốn chia sẻ đến mọi người qua những cái thước phim này. Và nhân dịp bước sang năm 2018 thì cũng chúc cho đại gia đình mình, những cái bạn mà chị cô chú nào đã xem video của Thiện, ủng hộ Thiện trong thời gian vừa qua, những bạn không thích Thiện hay những bạn thích đều gửi lời cảm ơn hết, và chúc một năm mới an lành và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị cô chú và các bạn ở các video tiếp theo với những cái món ăn khác nhau và những cái nơi Thiện đã đi qua. Và rất là mong nếu anh chị các bạn nào thấy video này cũng hãy like, chia sẻ và comment cho video này, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nhé. Nhấn luôn cái chuông để mà khi có những cái video mới nhất